how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Một thiết kế đầm công sở basic nhưng vô cùng thu hút và sang trọng là những gì ở Melia mang đến cho mọi người ngày hôm nay. Thiết kế lần này của chúng ta sẽ có chất liệu là linen Pháp cao cấp mọi người nhé. Đó, nhìn xa toàn dáng thì mọi người có thể thấy là lên form rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là chất liệu vải này sẽ có độ co giãn nhẹ nhàng vừa phải, khiến cho các quý cô văn phòng sẽ luôn luôn tự tin trong cả một ngày dài nhé. Nhìn lại gần hơn thì mọi người có thể thấy là phần cổ sẽ có dáng cổ V này, kèm theo đó sẽ là sự điểm xuyết của một hàng cúc bọc là điểm nhấn của chúng ta. Phần eo thì sẽ có những cái đường xếp ly nhỏ như thế này để tạo ứng vòng eo nhỏ cho mọi người. Và chắc chắn rồi, với một form dáng ôm thì Melia tin chắc rằng các quý cô của chúng ta sẽ luôn luôn có thể mang đến được tỷ lệ cơ thể đẹp nhất và hoàn hảo nhất, phải không nào? Vậy thì còn chần chờ gì mà chúng ta không dinh ngay một thiết kế quá xinh đẹp và thanh lịch như thế này về tủ đồ của mình nhỉ? Mọi người có thể lựa chọn hai hình thức khi mua sắm. Nếu có thời gian thì hoàn toàn các quý cô hãy ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc nhé. Còn không có thời gian thì mọi người hãy đặt comment trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.